Nem lùi cuộn bánh rán, tỉ rau, một lạc xoài, rồi một là tỉ mắm. Và thức ăn cay nữa thì có thể thêm một đĩa. Mà đụng ra thì ở Huế món kiểu ở cũng hấp dẫn lắm, cho nên Trân phải thêm nhiều tỉa. Dạ, 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 rất là ngon. Bây giờ cũng phải là review cho quán của Trân ăn mà đủ là cái nem rất là thơm, mình và đặc biệt là kết hợp với các loại rau nữa, cho nên thơm thơm ngọt ngọt và béo, nước mắm với cái cay cay rất là hợp cho cái thời tiết mùa Huế đang xe xe lạnh, là món ăn tuyệt vời lúc. Rồi nhưng mà khách du lịch đến đây thì rất là đông. Chỉ có điều bây giờ là mới 10 giờ sáng, cho nên quán chưa được đông lắm. Khoảng khoảng buổi trưa tại buổi chiều tối thì rất là đông. Quán rất là rộng rãi, sạch sẽ và đẹp. Hôm nay 10 mấy bạc cũng như là ốm mề nhưng mà bây giờ chưa đến đủ thì một đang ngồi đợi cũng giờ ăn trưa của mấy ốm mề luôn thì Trân xin phép vui với vài món ăn bún thịt nướng, bún bánh ướt, đặc sản Huế nổi tiếng Huyền Anh. Chào mấy chị. Đây là những cái phần mình gửi đi, chị xịt đi hả? Dạ. Nhắm lùi. Quả này gồm có bánh nướng, bún thịt, bánh nướng thịt nướng, bún thịt nướng, rồi bánh cuốn thịt nướng. Rất là sạch sẽ. Đẹp mắt này. Đây là nước leo, đây là nữa. Đây
Đây là những cái tô bún nướng mình chuẩn bị sẵn rau và là chua ngọt trước để khi khách ăn là chỉ cần bỏ bún lên, bỏ thịt nướng thôi cũng là xong. Cái hộp được chắc chuẩn bị xịp đi đây. Hỏi mẹ ốm, mẹ mê thích ăn món gì thì mẹ nó là thích ăn bánh cuộn thôi. Trong bánh cuộn thì rất là mềm dễ ăn, vì có thịt nướng, có rau, rất sống, thịt nướng cũng mềm mại, cũng có cái bí quyết riêng nữa, cho nên bánh cuộn là thịt nướng thì mềm mại mà đậm đà ngon. Hôm nay là 16, mẹ nhận được quà cứu trợ lục bảo, nhưng mà có hai ôm đặc biệt khó đi lại cho nên không đến quán thưởng thức món ngon được, cho nên lát con sẽ đến tận nhà. Còn bây giờ là 14 ôm mẹ chuẩn bị thưởng thức đặc sản Huyền Anh. Nước chấm thì có hai sự lựa chọn, đó là có thể thích thì nước mắm chấm hoặc là nước lèo. Nước mắm ở đây có cái đặc biệt là ai cũng nghe ngon, là cách pha chế nước mắm là rất là thanh thao, rất là thanh. Và rau sống cũng vậy, cũng rất là tươi ngon. Mỗi bát như vậy á là một dĩa bánh cuốn và thêm là nem lụi. Em bỏ khoảng cách cho chị vậy để cho mẹ bạn tiền á, để nem lụi Huyền Anh gồm có nem lụi cũng rất là hấp dẫn này, rồi xoài, chua ngọt, dưa leo, salad, chấm leo, và mỗi cái nhân lưới thì có thể cuộn vào trong cái bánh tráng rồi dùng. Món cũng có thể dùng thêm. Mày uống mày mê. Hôm nay cô Tri mời mẹ ốm mẹ mê trước là dùng bữa trưa và sau nữa nhận quà. Nhưng bây giờ mẹ ốm mẹ mê mà thích ăn thêm gì nữa thì cứ nói con để con đuổi sau bếp. Dạ. Dạ dạ. 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 Rồi uống nước nữa để con kêu luôn. Dạ dạ. Thank you.
Tôi là không bao giờ quên này ra. Dạ, không bao giờ quên vậy anh và chị ở đây. Không bao giờ quên hết, không bao giờ luôn. Chúc mẹ anh chị sức khỏe dồi dào để giúp đỡ cho mẹ em mấy chị. Hôm nay đi giúp cho cả nhóm đây. Dạ, chúc mẹ anh mấy chị ở nước ngoài sức khỏe rồi, là gia đình. Chúc mấy anh một bàn một tay. Cảm ơn mấy bác ăn cho ngon miệng. Nếu mấy em chúc một đứa ăn không? Dạ ngon, ngon rồi, ngon rồi. Dạ, thì có đi ngoài hơi thì là chúc một đứa sống ạ. Là con qua nữa. Một con qua như vậy là một con gà luôn được. Là quý rồi. Và là mỗi con bé là cũng sẽ một triệu rưỡi con nữa. Nếu về thấy vui chưa? Vui. Cho ra một tay. Cho ra một tay. Đó, con hứa nè, lục nè. Nhưng mà kỳ Trần bảo là số 50 rồi nè. Cái thiệt hại rất là nhiều qua tận dụng của tôi thì mẹ ốm mê mua bảo hệ số thì cũng thất xuống thời gian hơi dài cho nên công ty của mà giúp mẹ ốm mê có được số tiền được được hai mươi hai ngày này sau những ngày mưa dọn vào thì bây giờ đấy là một món quà mà có cảm nhận nữa. Yeah. Chúng nó lên chiếc chiếc này thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ chị con xin phép và lấy cô ra qua cho bạn. Dạ rồi. Cảm ơn. Và một người dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô chị nhiều lắm, đã cho đây. Xin hỏi chị chúc trường và có ăn bữa ăn no. Có nguyện. Yeah. Họ được tiêm về nữa, mua gạo ăn. Dạ. Có khi mua mà bạn ạ. Dạ chưa, từ lúc do thì là chưa có, chưa có luôn, chưa có bao nhiêu luôn. Dạ, bật nam. Bật nam cũng nghe của công ty nữa. Dạ, chắc là cũng nên là bật nam. Bên rồi bảo luôn nha, bạn bị chí không? Bảo luôn, thôi nhà mình sắp ở trên buồn á. Bác bị chí không? Lục thôi, à, lục máy mẹ trong tốn thôi. Còn máy mẹ trong tốn nữa. Dạ. Cái chị còn trù rưỡi bên thấy tốt. Càng ngày càng vui vẻ nha. Cảm ơn cô đi. Dạ, yeah, dạ. Thưa cô chị, qua sự cầu nối của cô Trân Trân và anh Hùng, tôi được tiếp cận món quà của gia đình cô gửi về giúp đỡ cho tôi. Qua cơn bạo lục vừa rồi, tôi chẳng biết gì hơn xin chân thành cảm ơn cô và chúc cô và gia đình luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn cô. Được mấy?
Cô Trí là người giúp cho mẹ có nhiều lần đó. Dạ. Lúc măng cô về một chị ăn được gì đã nằm tầm cái ngày lục bão thì kể ra là da cả rồi chừng lũng trong khoai bị rau hoa màu, nhưng mà đồng lục bão thì chưa cũng có gì hết. Thì cho con xin gửi lời cảm ơn toàn. Ba tờ 1,5 triệu đấy mẹ, có cần cái dòng dĩnh nghe. Dạ. Chúc mẹ sức khỏe đấy. Dạ. Dạ. Qua sáu lục bảo mà. Dạ. Bà qua đấy con mừng cho mẹ mẹ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chúc nhiều nha. Dạ. 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 Thời tuổi và thời xưa thì hết ta con bạc lương xin hết các bác sĩ hôm nay thời điểm này biết vào ngày mùa mưa gió lành bão lụt lục bão tiền biên hôm nay đến đây nhận một quà yêu thương quan tâm được của cô thật là một niềm an ủi hạnh phúc lớn vô cùng được ăn được món ăn đặc sản Huế truyền thống của Huế rất ấm lòng, ấm bụng và ấm lòng, được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ được của cô, những điều mới hơn đây, những lời đến cô, lời cảm ơn trân trọng nhất của lòng được ơn vô hạn, chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bạn thân an bình, thân tâm thường an lạc. Xin cảm ơn cô. Vì sự quan tâm giúp đỡ của công ty và sự giới thiệu của anh Hùng và Tấn nên tôi có quà trong những ngày mưa gió lụt lội không đi làm ăn được, mà khi nhận được quà là tôi đứng trên một món rất xúc động và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn công ty và vì ông nhân viên đặc biệt. Cảm ơn cô Ti và các anh chị ở đây đã gặp anh. Mưa gió khó khăn thì bây giờ các anh chị ở bên đó cô Ti giúp đỡ rất chân thành cảm ơn. Con chúc bạn sức khỏe. Yeah. Yeah, có số tiền để bạn lấy mua gạo trả tại những ngày mưa lụt. Cô Tí đi nhiều lần cả cô Húc nữa. Húc nữa là đang vậy rồi. Là nhiều lần mà cảm ơn. Dạ con Húc nữa. Dạ cảm nhiều lắm. Dạ. Tôi đi xin giúp cô được bình an, gia đình được sức khỏe, tươi vui, đẹp đẽ. Dạ. Sức khỏe dồi dào. Bác vừa rồi nhà nước lục nam không? Lục rồi lên lục dương luôn. Lục dương luôn. Nên tôi thấp lắm. Đã thích lục dương rồi thì thấp lắm. Xả lúc không á. Dạ, lục dương mà bạn đi nha mô. Qua nhà trước mặt đó. À nó có đâu có lục dương trước mặt. Bây giờ thảm luôn. Dạ, dạ, mà hướng con thấp lắm. Con biết là bạn nhà bạn cáo hai thơ thấp chứ. Dạ, bây giờ thấp lắm. Chứ có qua đi bê đường của nhà tôi thôi. Dạ, chưa thật chung chưa. Giờ cổ dân, giờ cổ dân. Tôi mẹ già đã mình làm việc được cái đó. Dạ, thế này có thầy bạc vui, còn qua con cũng vui. Dạ, vui. Nhưng mà mùa
Mày mê mày bác là cảm nhận món ăn ngon cho nên mày mê cũng mua thêm về. Nói lên em lùi và bình của ngon quá cho nên mua thêm về cho con cháu. Thì căn cũng rất hạnh phúc, một lần nữa trân trọng cảm ơn cô Trí rất là nhiều. Kính chúc cô sức khỏe và trân cũng chân thành cảm ơn quý khán giả kênh YouTube Quế Thương luôn bỏ thời gian đồng hành cùng trân bác cho trân nhịp cầu ý nghĩa. Dạ cảm ơn. Dạ dạ con cầu chúc bác sức khỏe về có tiền lợp lại cho mày tôn. Dạ chúc cô chủ luôn mạnh khỏe. Dạ dạ. Dạ dạ có chi dạ. Ngày nay nghỉ một ngày vậy lắm. Cảm ơn các anh nhé. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Có chúc bác sức khỏe bác ấy. Về chúc bác có sức khỏe. Dạ muốn vài bác chúc khỏe. Dạ mai mai đấy. Dạ chúc đời. Dạ. Cũng như bạn về sức khỏe. À bạn bên liền. Dạ có gì bác lên đường cẩn thận. Dạ dạ. Em mày mì ở đây cháu lớn chị mẹ ra. Con đàn con cháu thôi mà. Dạ. Có triệu rưỡi mừng quá đi khỏe đó. Cháu cùng con đi với. Chúc bạc đạt được nhiều khách ủng hộ bạc ấy. Mẹ mừng không? Mẹ mừng cái cảm ơn không lắm. Dạ. Yeah. Cô nhìn thấy bà. Dạ. 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 Chúc mẹ mẹ sức khỏe. Hôm qua con bây giờ trời nắng đẹp rồi nè. Câu chứ câu cho mẹ cố sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, anh gọi chi bạn? Dạ, dạ. Chúc câu móng cho trời nắng đẹp để mẹ bạc cái bạn về số.